Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 75 đối tượng, trong đó có 41 nam, 34 nữ, gần 250 triệu đồng, thu giữ trên chiếu bạc, một bộ tài xỉu, 49 xe máy và nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc đánh bạc. Tụ điểm đánh bạc này do Lý Thành Giàu, sinh năm 1989, ngụ khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi lắc tài xỉu ăn tiền để thu tiền sâu. Các con bạc ăn thua với nhau mỗi ván từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng. Mỗi ngày tại đây có hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi ở nhiều địa phương khác nhau đến tham gia đánh bạc ăn tiền. Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, giàu đã phân công nhiều đàn em đứng ra canh đường cảnh giới từ xa, thậm chí có người đứng ra cầm đồ, cho vay nóng và phục vụ ăn uống tại chỗ cho các con bạc. Qua kiểm tra hành chính tại nhà của giàu, lực lượng công an đã tạm giữ ba bộ xí ngầu dùng để chơi lắc tài xỉu, một dao tự chế. Ngoài ra tại nơi đánh bạc này, giàu còn tổ chức cho các đối tượng chơi game bắn cá ăn tiền. Lý Thanh Dao là đối tượng hình sự thu nhận nhiều đàn em để hoạt động tội phạm gây mất tình hình an ninh trật tự ở thành phố Hà Tiên, gây bức xúc trong nhân dân. Đối tượng giàu từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, hiện công an đang tạm giữ các đối tượng và tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.